Năm mặt trái đầy đen tối của xe ôm công nghệ chắc chắn là bạn không thể nào ngờ tới. Tâm sự với anh em một chút là cách đây hơn chục năm, khi đang là sinh viên thì mình cũng đã từng đi ship. Ôi, cái nghề ship thì nó vất vả, nắng mưa gió bão, rồi cắm mặt ngoài đường chỉ lòi ra cả mét. Hồi đấy thì chưa hề có xe ôm công nghệ như bây giờ. Nghĩ mới thấy giờ nhàn biết bao, khi mà chỉ cần bật app lên, khách gọi là ta đón, khách láo là ta đấm. Đùa một chút thôi, chứ thật ra xe ôm công nghệ đến giờ cũng khá là chua rồi, không còn màu hồng nữa. Vậy thì mặt trái của nghề này là gì? Các anh Grab hay chở các bạn đi học đi làm vất vả ra sao? Đây là Taga Channel và sự thật chắc chắn chỉ có một. Một, xe ôm công nghệ là gì? Chắc hẳn là chúng ta đã không còn xa lạ với cụm từ xe ôm công nghệ rồi, đúng không nào? Thế nhưng mà không phải ai cũng phân biệt được sự khác nhau giữa nghề này với nghề xe ôm truyền thống. Xe ôm công nghệ hay Grab là dịch vụ chuyên chở người. Và khác với xe ôm truyền thống, tài xế công nghệ có trách nhiệm trích lại một phần tiền phí của cước xe đã chạy cho nhà cung cấp ứng dụng. Tỷ lệ phần trăm cao thấp tùy thuộc vào cước xe và quy định trên từng ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên là họ sẽ được công ty thông báo về vị trí địa điểm của những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ, thay vì phải ngồi há miệng chờ sung như những tài xế xe ôm truyền thống trước đây. Với doanh thu khoảng 2,4 tỷ đô trong năm 2021 và tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 30-35% mỗi năm trong giai đoạn từ 2015 đến nay, thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam được ví như miếng bánh ngon đầy hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo một nghiên cứu giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng, cả nước thì hiện có khoảng 200.000 lái xe công nghệ, cung cấp dịch vụ chở người hoặc là vận chuyển thức ăn, hàng hóa thông qua một nền tảng công nghệ. Theo đó, tài xế xe ôm công nghệ có độ tuổi nghề nghiệp rất là đa dạng, từ sinh viên, công nhân đến cả những người lớn tuổi. Có thể thấy lực lượng các anh chị lái xe ở nước ta rất là đông đảo, đúng không nào? Nhìn vào những lái xe công nghệ, người ta thường nghĩ đến mức thu nhập khá, công việc dễ dàng, không phải mất công tìm khách. Tuy nhiên là có ở trong chăn mới biết chăn ngồi giận, có làm thì mới biết hết những vất vả của nghề. Công việc tưởng chừng như mỡ màng này lại không hề đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. 2. Công việc khó khăn với nhiều rủi ro. Không thể phủ nhận là bất kỳ công việc nào cũng không tránh khỏi những mặt rủi ro của mình. Nhưng riêng với nghề tài xế xe ôm công nghệ, rủi ro của nó được thể hiện ở rất nhiều mặt. Tài xế phải làm việc rất là căng thẳng. Trung bình một ngày tài xế xe máy là 9,2 giờ, còn đối với tài xế ô tô là 11,2 giờ, theo thống kê. Chưa kể các ngày lễ, Tết, ngày nghỉ, dường như là không có và chịu áp lực giao sớm, đúng giờ. Như chúng ta đã biết thì hàng năm, hơn 90% các vụ tai nạn xuất phát từ đường bộ, cướp đi không ít sinh mạng của người tham gia giao thông. Trong khi đó, nhắc đến hai từ xe ôm thì hiển nhiên chúng ta đều biết rằng đây là nghề sẽ không thể nào tránh khỏi việc phải hoạt động liên tục trên tuyến đường. Và dĩ nhiên rồi, đối với việc một người phải thường xuyên di chuyển trên đường liên tục trong suốt nhiều giờ, thì tỷ lệ gặp phải tai nạn giao thông sẽ cao hơn rất là nhiều so với các công việc văn phòng, công nhân hay là các nghề nghiệp khác. Thực tế thì đã không ít tài xế thiệt mạng trong quá trình hành nghề vì không may gặp tai nạn giao thông. Nhẹ hơn thì chỉ bị thương, nhưng mà có thể dẫn đến mất tiền viện phí, chi phí sửa chữa phương tiện và có thể phải nghỉ việc thời gian dài để mà dưỡng bệnh, nhưng mà không hề nhận được sự trợ cấp gì từ phía công ty của mình. Còn về lý do tại sao họ lại không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào thì bạn hãy tiếp tục theo dõi, vì Taga sẽ cho bạn câu trả lời ở ngay phần tiếp theo. Quay trở lại những rủi ro của những tài xế xe ôm phải đối mặt, không chỉ dừng lại ở vấn đề nguy hiểm về giao thông, mà nỗi lo con người cũng vô cùng đáng ngại. Thời gian gần đây, nhắc đến xe ôm công nghệ, người ta nhắc nhiều đến những vụ án cướp của giết người, đối mặt với nguy hiểm bởi các tội phạm hình sự. Có thể nhận thấy hình thành xu hướng tài xế xe ôm công nghệ chính là những con mồi béo bở mà các đối tượng hình sự nhắm đến, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản hay thậm chí là ra tay sát hại. Số vụ việc có liên quan xuất hiện ngày càng nhiều, liên tục và để lại hậu quả vô cùng lớn, chính là tính mạng của các tài xế xe ôm công nghệ. Thực tế là có rất nhiều vụ việc đã xảy ra, như vụ án một tài xế bị sát hại dã man ở Hóc Môn, hay là sinh viên chạy xe ôm công nghệ ngoài giờ học bị sát hại vào ban đêm. Đang lái xe mà đột nhiên lại đăng xuất, câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trên phim, nhưng mà lại xuất hiện rất nhiều ở ngoài đời. 3. Thu nhập không ổn định, đối tác hay là làm thuê? Người người chạy Grab, nhà nhà làm Grab, với suy nghĩ việc dễ lại nhiều tiền, có đúng không? Quả là thu nhập cao nếu hàng ngày bạn gặp được nhiều khách hàng, nhưng đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng dễ dàng đến như vậy. Như Taga đã liệt kê, hiện nay có rất nhiều người theo xu thế làm tài xế công nghệ. Mà như các bạn cũng biết rồi đấy, nhiều người thì cơ hội cũng sẽ càng giảm xuống. Nếu như vào những năm 2015, đây là mới nổi, các tài xế Grab có thể nhận được mức lương từ 15 đến 20 triệu một tháng.
thì hiện nay việc tìm khách hàng gặp phải rất nhiều cạnh tranh. Chưa kể đến nếu tình hình dịch bệnh mà tiếp diễn như cái năm 2020, thì các anh tài xế chỉ có nước treo mồm mà sống thôi. Như vấn đề đã được Taka nêu ở trên, tại sao tài xế xe ôm công nghệ lại không hề được hưởng bất kỳ chế độ bảo hiểm nào của công ty? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Theo đó, các tài xế xe ôm công nghệ được hãng gọi là đối tác, chứ không phải là người lao động của doanh nghiệp, nên họ không được hỗ trợ tiền lương, bảo hiểm xã hội. Nếu các bạn vẫn chưa rõ thì có thể hiểu như thế này. Đối tác là mối quan hệ làm việc giữa hai cá nhân cùng xây dựng, tham gia, chia sẻ một loại hoạt động để hướng tới mục đích chung. Mối quan hệ này thường được ràng buộc bởi hợp đồng với các điều khoản trách nhiệm, quyền lợi rõ ràng của bên tham gia. Có nghĩa là họ có chế độ ngang bằng nhau, không bên nào trả lương cho bên nào. Còn người lao động là người làm công cho người sử dụng lao động. Và dĩ nhiên người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm trả lương và hưởng các chính sách của chế độ lao động. Bởi vậy, những tài xế công nghệ sẽ không được hưởng bất kỳ chế độ xã hội nào. Muốn chạy Grab, tài xế và hợp tác phải mất chi phí hàng năm. Quyền lợi thì gần như là không có gì. Vậy thì vai trò đối tác ở đây là gì? Hay đó chỉ là bức bình phong để lách luật? Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một sự bóc lột của nhà tuyển dụng lao động. Trong khi đó, các tài xế công nghệ không chỉ bị thu phí app khá là cao, mà còn bị điều chỉnh mức giá lên xuống, điều xe, chưa kể áp dụng các mức thưởng phạt với tài xế. Các quyền lợi cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn hoàn toàn không có. Đấy, ai nói làm nghề này là tự do nào? Trước đây phần nhiều được ký hợp đồng, nhưng do cạnh tranh với xe công nghệ, nhiều tài xế taxi bức xúc khi mà vài năm trở lại đây, các hãng taxi cũng hạn chế số lượng ký hợp đồng lao động mà đẩy sang chính sách nhận khoán xe, nhượng quyền ô tô. Tất nhiên là quyền lợi về bảo hiểm, các phụ cấp khác cũng không còn. Thực tế thì ngoài việc trừ chiết khấu 10%, tài xế tự lo vấn đề còn lại. Hoàn toàn không hề có chính sách nào như là công ty đóng bảo hiểm xã hội, tiền lương. Đúng nghĩa là các nhà cung cấp ứng dụng sẽ cho các tài xế tự bơi mà thôi. 4. Đối mặt với nguy cơ bị chính khách hàng bùng quốc xe, quỵt tiền. Nếu bạn đã từng chạy Grab thì chắc chắn ít nhất một lần đã từng rất là điên tiết vì tốn công giao hàng hay chở người mà lại không hề nhận được một khoản thù lao nào, đúng không? Trên thực tế đây là thực trạng hầu như bất kỳ tài xế xe ôm công nghệ nào cũng đã từng gặp phải. Không ít trường hợp giờ khóc giờ cười, tài xế chở khách đến nơi, hoàn thành cuốc xe và bị khách hàng thông báo tin buồn. Hôm nay em lỡ hết tiền, hẹn anh kiếp sau gặp lại em trả tất cả yêu thương nhá. Hay là giao food mà mua 2 triệu tiền hàng xong, đến nơi giao hàng khách hàng yêu thương trả lời vui vẻ. Kiếp này em no rồi, anh giúp em ăn đi. Trong trường hợp đấy thì Taka chắc chắn rằng kèm đánh răng PS cũng không thể nào cứu rỗi nổi nụ cười của bạn. Và cuộc đời tài xế xe ôm công nghệ trong thực tế rất nhiều vấn đề đa dạng mà video này khó lòng mà nêu được. Thông qua video hôm nay, Taka hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn khác về tài xế xe ôm công nghệ, sẽ thấu hiểu hơn những khó khăn, áp lực, nguy hiểm mà tài xế luôn phải đối mặt. Từ đó hãy cảm thông cho họ trong quá trình hành nghề. Nếu tài xế có lỡ vô tình làm bạn buồn, xin hãy vui lòng bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng cho họ. Nếu mà các anh tài xế đang xem được video này, xin hãy cho em một bình luận ở dưới để xem em còn thiếu sót gì không. Và trên hết là nhắc nhở cho mọi người biết những khó khăn mà các anh gặp phải trong khi hành nghề. Xin chân thành cảm ơn và gửi một nụ cười tươi tắn nhất đến tất cả tài xế xe ôm công nghệ. Nếu bạn vẫn thấy hứng thú với chủ đề này thì cùng cảnh tài xế, kính mời anh em đón xem tiếp video. 6 mặt trái đen tối của nghề lái xe đường dài đang hiện ra màn hình ngay bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.